Chào các bác. Hôm nay em quay video bán cái cây lan kiếm. Đó chính là cái cây lan trắng. Trắng hay vàng thì nó là lô hội anh chị ạ. Nói chung cái này người ta gọi là cây ánh hồng Thái Nguyên hay lưỡi hồng Thái Nguyên ấy. Thái Nguyên nhá, chứ không phải Thủy Nguyên. Cây này thân thủ nó to hơn cây Thủy Nguyên. Cây Thủy Nguyên thân lá nó bé hơn anh chị ạ. Cây lưỡi hồng Thái Nguyên này nó khác cây ánh tím Thái Nguyên nhá. Thái Nguyên hai cây lưỡi hồng này thì em đánh giá nó khác nhau. Có nhiều thì nhiều người ta gọi nó là một, nhưng mà em thì khi mà cầm cây và nở hoa nhà mình thì em thấy nó khác nhau. Anh chị có thể là tầm mấy hôm nữa thì anh chị xem lại cái video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé, thì em cũng phân tích rất là chi tiết là cả hai cây luôn, cả cái ánh tím và một cây là cây ánh hồng, thì có nghĩa là một cây là mua hoa tím, một cây mua hoa hồng ấy. Thì em sẽ phân tích cái video đấy thì mọi người cùng xem, cùng tham khảo thêm nhé. Thì em xin phép vào luôn cái cây số 1. Cây hôm nay là em có cái cây từ 500.000 đến 1.500.000. 1.500.000 là cái cây lưỡi hồng Thái Nguyên này. Cây lưỡi hồng Thái Nguyên này, cây này. Đây là cây số 1. Cây này nó kiểu là một thân mẹ, thân dài đấy. Đại loại nó là một thân. Nhưng cây này lá nó còn tương đối ok. Anh chị nhìn này. Nó thì bị cắt bỏ đầu lá đây. Đây, cái lá này nó như này. Anh chị nhé. Lá của nó thì không vỡ viết gì cả. Cây số 1 này thì là 600.000. Anh chị nhé, 4 lá 600.000. Đấy là cây số 1. Tiếp theo em sang cây số 2. Nó cũng là dạng thân mẹ, thân bà hay là thân già, thân gì đó. Bởi vì em tách ra cho một bụi bây giờ lớn, một bụi to là em không nhớ nó là cái thân nào cả. Em không biết là thân nó đã đẻ bao nhiêu con hay như nào, em không nhớ được. Bởi vì em khi em tách ra xong rồi em để cả chậu mà. Cũng là em tách ra, em tách những cái thân kiểu thân mẹ như thân mẹ, thân bà này là em cho vào cái loại thân già, là em tách một một ra để em nhân giống anh chị ạ. Thì anh chị có sưu tầm những cái thân nhỏ này về anh chị nhân giống thì nhân, mà không thì lấy thân tơ thì chốc thân tơ ở đằng sau anh chị nhá. Cái số 2 này nó có 3 lá thôi anh chị ạ. Cái số 2 này là 500.000. Đây, lá nó hơi kém tí đấy. Đấy anh chị nhá. Nó bị vỡ giữa này một chút này. Và bên này. Đấy nó bị vỡ. Đấy. Cái thứ 2 này là 500.000. Cái số 3 này tiếp theo này nó cũng là 500 anh chị ạ. Cái số 3 này nó chỉ có 3 lá thôi. Mấy cái ba lá em bán ra 500 hết đây. Đấy. Mấy cái ba lá nó, cái này nó có dạng của mẹ, của bà, của già gì đấy. Tách cái chỗ to ra anh chị ạ. Một chỗ to hai ba tầm 20 thân đấy. Cái số 3 này nó cũng là 500 anh chị ạ. Tiếp theo em sang số 4. Cái số 4 này thì nó là 600. Cái này nó 4 lá nên là em tính 600. Đây, cái này thì nó hai vết đây anh chị ạ. Hai vết vỡ đây. Trên này bị dập. Đôi lá đây. Đấy. Anh chị ạ. Đấy, cái này là 600. Cái này nó nhìn chung nó là củ mẹ củ già, chúng ta có thể là lấy làm giống thì cũng được anh chị ạ. Cái số 5 đây nó là 600, nó là 4 lá anh chị ạ. Đấy, nó là 4 lá. Đây, đầu lá nó đen anh chị ạ. 600. Đây, anh chị ạ. Lá này hơi vỡ đấy, nhưng nó dài, nó hơi là lướt tí anh chị ạ. Cái số 5 này nó là 600. Sang cái số 6. Cái số 6 này thì nó cũng là 600. Cái này thì được cái là cái gốc nó là cái thân mẹ hay thân bà gì đấy thôi, nó không phải thân tơ đâu, nhưng nó lại nhú một cái nụ. Cái này khả năng nụ rất là cao anh chị ạ. Khả năng nụ rất là cao. Nhưng mà thực sự với anh chị là cái cây số 6 này là 600.000. Nó cũng như mấy cái kia thôi. Bởi vì là thực sự với anh chị là cái hoa của nó chúng ta cũng chưa dám chắc đâu. Mùa này ví dụ em gửi cho anh chị gửi COD hoặc là gửi đại loại gửi bưu điện ấy, thì nó rất là khó mà để giữ được cái nụ của nó anh chị ạ. Mùa này nóng lắm, thời tiết nó rất là nóng, Hà Nội đang rất nóng. Thế nên là để mà cái em để ở vườn này thì có thể là nó có nở được thôi. Nhưng mà thực ra thì nếu như mà anh chị mà nuôi ở nhà thì chưa chắc nó nở được. Bởi vì khi mà vận chuyển qua cái bên chuyển phát nó rất là nóng. Tiếp theo em sang cái số 7. Cái số 7 này nó là 600 anh chị ạ. 600, cái này thì nó cũng chưa có lên mầm gì cả. Cái lô này em mới tách được vài hôm rồi. Có cây thì nó ra rễ rồi, cây chưa. Nhưng đa phần những cây ra rễ là cây tơ. Cái này thì nó cây số 7 này là 600 anh chị ạ. Nó cũng 600 rồi. Cái này lá của nó thì cũng tương đối là mịn, nhưng nó cũng có ít chấm này, ví dụ như vỡ lá này. Đấy, hơi vỡ lá này. Đây, lá nó chấm đen thì anh chị ạ. Đấy, tiếp theo em sang cái cây số 8. Cây số 8 này nó là 600 anh chị ạ. Nó 4 lá này. Lá của nó là cái cây này thì nó không có gì cả. Đấy, không có gì.
Lá này nhìn trông là cũng được. Cây số 8. Tiếp theo sang cây số 9. Cây số 9 này là 700.000. 700.000 cây này nó là cây tơ và nó chưa đẻ lần nào. Em nhìn thấy ở đây nó là cây tơ và lá của nó là mỹ tít. 700.000. Anh chị ạ, củ tơ. Cái này nó là cây anh hồng Thái Nguyên. Cây anh hồng Thái Nguyên này anh chị có thể nuôi như một số anh em luyện trồng tốt ấy. Có lẽ trồng thuần chỗ thân to ấy. Thân thủ to mà tầm hơn triệu một thân ấy. Thì nó phải thân nó lá tầm 3 cm. Anh chị, 3-4 cm này, 3-4 cm. Đại loại thằng Thái Nguyên này được cái là thân thủ khá to. Tiếp theo là cây số 10 này là một thân một mầm. Cái này là 800.000 anh chị ạ. 800.000 này cây này. Đây, lá nó hơi chấm đi đấy. Anh chị nhìn ạ. Một thân mầm. Mầm này của nó thì nó được khoảng tầm độ 5-7 cm đấy chị. Khoảng 5-7 cm thì đó, khoảng trên dưới 5 cm. Trên 5 cm tầm đó. Tiếp theo sang cây số 11. Số 11 này là 1,5 triệu. Cây này là cây nhiều tiền nhất hôm nay. Cây 1,5 triệu thì có một cây thôi. Một cây này nó là hai thân nó có mầm này. Anh chị ạ. Hai thân nó có mầm. Cái này lá của nó thì mỹ tít. Không lỗi đi nào. Không lỗi đi nào. À đây đây. Lỗi một tí đây chị. Em xin lỗi. Em xin lỗi các bác. Đây. Cái số 11. Đấy, cái này 1,5 triệu. Đấy. Tiếp theo cái này là 1,4 triệu. Anh chị ạ. Cái này 1,4 triệu. Có hai cây 1,4 triệu. Cái này 1,4 triệu và cái cây kia 1,4 triệu. Đấy. Cái này lá nó mịn này. Anh chị nhìn lá này. Lá nó như là ok đúng không ạ? Sau của nó hơi đen tí thôi. Hai thân này thì nó chưa có mầm anh chị nhé. Hai thân này chưa có mầm. Đấy, là 1,4 triệu. 1,4 triệu. Tiếp theo cái này cũng là 1,4 triệu tiếp. Hai thân này thì nó có mầm rồi. Mầm này. Nhưng nó chỉ 1,4 triệu đây anh ạ. Bởi hai thân này nó trông bé hơn. Nói chung là những cây bé này thì đây bị dập đây thì anh chị ạ. Những cây bé này thì nó giá sẽ tốt hơn. Đấy, cái này nó bé hơn cây kia tí anh chị ạ. Bé hơn tí. Tiếp theo là cây cuối cùng. Cây cuối cùng này là 1,4 triệu. Anh chị ạ, đây anh chị nhìn này. Lá của nó tương đối là mịn. Cũng 1,4 triệu anh chị ạ. Gần hai thân. Gần hai thân anh chị ạ. Cái này mầm tơ nó khá khỏe. Đấy. Cái này thì có cái thì nó ra rễ rồi, cái chưa anh chị ạ. Cái này thì em mới trồng được mấy hôm thôi. Có cái thì nhú rễ rồi, đây như cái này anh chị nhìn này. Đấy, có cái nó nhú rễ rồi, còn có cái thì nó chưa. Thế nên là em cũng không dám chắc đâu. Những cái củ tơ này thì có thể có củ ra rễ, nhú rễ rồi, có củ thì nó chưa nhú rễ. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm nhé. Còn mấy em nữa thì anh chị có thể xem thêm chi tiết về bông hoa. Em phân tích thân lá hoa đến của cây lưỡi môi hồng này, cây ánh hồng Thái Nguyên hay lưỡi hồng Thái Nguyên, hay là hoa nó màu vàng anh chị, trắng vàng, trắng vàng và môi hoa là màu hồng. Mọi người sẽ xem thêm vào video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.